Lời đầu tiên mừng xin chào tất cả quý anh chị nha. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay của em ăn nha. Thì đây là các video đầu tiên của năm 2022 nha quý anh chị. Đó, đây là video đầu tiên của năm 2022. Và cái video hôm nay là em quay vào đúng và cái mùng 2 Tết luôn. Bởi vì khách em đang quan tâm một lô đất thuộc Vĩnh Lương đó quý anh chị. Và bây giờ em đi quay lại để em quay cái đường vô cái lô đất đó cho chị khách xem, cũng như là để cho tất cả quý anh chị cùng xem luôn. Và hiện tại em đang có mặt ở đầu đường quốc lộ 1A nè quý anh chị, thuộc xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan con đường từ đây vô trong lô đất cho quý chị cùng xem nha. Thì cái hướng trước mặt quý anh chị đây là con đường quốc lộ 1A này. Đó, cái hướng này là mình sẽ đi về Hà Nội nha, cũng như là mình đi về Ninh Hòa nè, đi về khu vực phía Bắc đó, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Vạn Giả đồ á, hay là Dục Mỹ mình cũng đi đường này nha, hoặc là đi lên Đắk Lắk cũng đi đường này luôn đó. Còn cái hướng này là mình sẽ đi về thành phố Nha Trang nha. Chỗ em đang đứng là thuộc xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang đó. Chỗ kia là có cái chợ Vĩnh Lương rất là nổi tiếng quý anh chị, chợ Vĩnh Lương ở khu này, đi vô khu dân cư Vĩnh Lương này đó. Đây là cái hướng đi về trung tâm thành phố Nha Trang, thì mình đi khoảng 15 phút nha quý anh chị, thì đi khoảng 10 km nha là mình sẽ về tới trung tâm thành phố Nha Trang, và mình đi khoảng 12 km là mình sẽ tới biển Hoàng Trồng Nha Trang nha quý anh chị. Đó, biển Nha Trang thì nơi đó là sẽ có là bến du thuyền rất là nổi tiếng quý anh chị, hay là bãi biển Hoàng Trồng resort bên chỗ đó là nó có rất nhiều khách sạn đó. Bây giờ em sẽ chạy xe từ đây vô đó, vô cái lô đất cho quý anh chị mình xem tổng quan về cái đường vô nha. Bây giờ quý anh chị theo chân em từ đây vô trong cái lô đất nha. Cái hướng này đây là em đang đi về cái hướng về Nha Trang này. Đó, từ đây mình về Nha Trang là 15 phút á. Cái vị trí này mình cũng gần biển Vĩnh Lương nha quý anh chị. Biển Vĩnh Lương thì từ đây ra đó tầm 2 km thôi. Sắp tới Nha Trang sẽ đẩy mạnh phát triển về khu vực phía Bắc, cho nên là khu vực này là rất là tiềm năng cho quý chị mình có thể đầu tư ngay từ bây giờ. Đó, bây giờ mình sẽ cua vô con đường này nha. Con đường này thì rộng khoảng 5m nè, thì đường này ô tô vô vẫn được nha quý anh chị. Lô đất của em mà Dũng muốn giới thiệu cho quý anh chị á là có tổng diện tích là 2,3 hecta là diện tích trên sổ á, còn diện tích thực tế thì có thể là nó sẽ rộng hơn. Hôm nay là mùng 2 Tết luôn, nhưng mà bởi vì công việc cho nên là em đi em quay luôn cho quý anh chị xem. Quý anh chị chỉ cần ở nhà thôi, quý anh chị cứ muốn em quay cái gì là quý anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo, thì em sẽ đi quay cụ thể lô đất cho quý anh chị xem. Em đi chậm lại để cho quý anh chị mình có thể có cái nhìn tổng quan hơn về cái đường vô lô đất. Xung quanh nhà dân tờ rất là nhiều nha quý anh chị. Này thì có khu dân cư ở cũng rất là đông nha quý chị, đông thân thiện. Nếu quý chị nào chưa đăng ký kênh thì quý chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, và like video này, hoặc là mình có thể chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để cùng xem kênh ủng hộ em. Đây khu dân cư người ta ở rất là nhiều nha quý chị.
cái cầu này nha quý anh chị. Đó là cầu bê tông. Khu này thì đất trống còn nhiều, cho nên là quý anh chị mình đầu tư khu vực này thì rất là ok luôn. Mình bỏ một số tiền đầu tư nhỏ nhưng mà lợi nhuận mình mang về rất là nhiều. Hôm nay mùng 2 Tết đấy quý anh chị, cho nên là khu vực này người ta đi lại cũng khá là vắng. Đa phần là về quê ăn Tết là nhiều. Mát mẻ trong lành ở đây, mình mua miếng đất mình ở nghỉ dưỡng rất là ok luôn, yên tĩnh. Quý chị mình mua miếng đất ở đây, mình làm cái nhà vườn nhỏ nhỏ, cuối tuần cái mình kéo anh chị bà con gia đình mình về, mình làm cái bữa tiệc nhỏ nhỏ chung vui bên gia đình đó, cuối tuần là tuyệt vời luôn. Video của này là em quay hơi dài nha quý anh chị, chịu khó xem hết video để mình có thể biết được rõ hơn về cái vị trí đất mà em giới thiệu nha. Đó, em quay lúc đầu giờ chiều cho nên nắng rất là đẹp. Em hay thích quay buổi trưa hoặc là buổi chiều như thế này nè, ánh sáng nó đủ đó, thì quý anh chị mình xem cái video cũng sẽ thích mắt hơn. Buổi sáng, buổi tối, buổi sáng, buổi chiều thì nắng nó ít thì quay không được rõ lắm. Em quay chất lượng 4K nè, cho quý anh chị có thể mình xem trên video trên TV nhà mình luôn. Quý anh chị mình điều chỉnh sang chất lượng 4K cho có thể là nét nhất nha quý anh chị. Đây, đường này được bê tông quý anh chị, đường này được bê tông, xung quanh này nhà vườn, xung quanh này đất được rộng lắm quý anh chị, nhưng mà đa phần đã có chủ hết rồi, do mấy nhà đầu tư lớn như ở Hà Nội, Sài Gòn này họ vô đây họ mua nhiều lắm, họ đóng cọc phân ranh giới rồi, chia ranh giới rõ ràng hết rồi. Em vừa kiếm được một lô đất là em quay em giới thiệu cho quý anh chị ngay lập tức luôn. Sắp tới đâu quý chị, mình đi khoảng vài trăm mét nữa là tới. Ở chỗ dưới kia có suối đó đẹp quý chị, con suối kìa. Quý chị thích khu vực có suối như thế này không? Em là em rất thích luôn á. Khách em cũng có nhiều người rất là thích và kêu em săn đất có suối cho họ. Sắp tới đâu quý chị à, em đi thêm vài trăm mét nữa. Ở trong này đa phần là đất đã có chủ hết rồi. Ở trong này mua đa phần là hectare. Ở chỗ kia người ta có mấy khách chưa?
trước họ mua chị, họ làm đường vô nè, làm đường, họ làm cái nhà vườn trong đó, nhìn nó đẹp lắm. Rồi mình tới nè quý anh chị. Kia cũng có một cái nhà vườn của một khách trước đó họ mua, họ làm cái nhà vườn sẵn, họ trồng cây ăn trái. Còn cái nhà vườn mình bên này nha, bây giờ em sẽ vô trong đó em quay cho quý anh chị mình xem nha. Đó một cái lô đất là họ đã làm sẵn cái nhà vườn với họ trồng cây ăn trái nè quý anh chị. Để em quay cho quý anh chị xem này, thì mình có thể tham khảo một cái nhà vườn như thế này rồi mình chỉ có thể làm giống diễn như vậy. Đó cái miếng đất mình nó sẽ từ cái ranh này này, đó đi qua. Đó và vô trong thì trong này thì chủ cũng đã trồng một số cây ăn trái này quý anh chị. Đó, mình sẽ vô trong cái hàng rào này nha. Bây giờ em sẽ vô. Đây nha quý anh chị, em vô trong ở đây nè. Đó, cái nhà vườn này, cái lô đất vườn này rất là đẹp. Rộng tới 2,3 hectare lận. Đó, có suối nè quý anh chị, suối thì cực kỳ mát mẻ rồi. Đó, chỗ này mình có thể làm cái cầu đi qua. Đó, bên kia là một cái lô đất trước đó mà của một người, có một anh khách, người Việt kiều quý anh chị mua xong làm sẵn một cái nhà vườn này, đó làm vườn trái cây này, làm cái nhà vườn trong kia đường bê tông đó. Quý anh chị có thích làm nhà vườn mà cái vị trí như thế này mà mình làm nhà vườn hay mình làm trang trại, mình làm villa nghỉ dưỡng cuối tuần, mình dẫn gia đình về đây thôi chứ không còn gì để bằng nữa. Em đi vô trong quay cho quý anh chị xem nha. Đó cái vườn của người ta chú anh chị. Bây giờ mình sẽ đi vô đây nha. Đó, cực kỳ mát mẻ luôn. Suối róc rách mát mẻ này. Đó, em lên này, em quay cho quý anh chị xem. Cảnh vườn rất là mát luôn quý anh chị. Chủ về quê họ ăn Tết rồi cho nên là bây giờ ở đây không có ai hết. Đó có trồng một số cây ăn trái quý anh chị. À, chỗ này là có cây dừa này. Đây là cái nhà tiền chế của anh chủ. Đây. Nhà tiền chế cũng nó cũng là đơn sơ thôi quý anh chị. Phía trước có cây chỗ có trồng một số cây cảnh rất đẹp này. Như cây là cây gì ta? Cây nè, quý anh chị em quên mất tên nè. Cây này sẽ ăn được. Ăn nó đang nắng. Đây là cây vạn tuế nè. Ở quý anh chị gọi là cây gì ta? Em gọi là cây vạn tuế. Đây có số mới trồng cây hoa này. À chỗ này anh chủ có làm cái bàn. Chỗ này mình có gỡ mấy cái ghế đá. À, bàn đá ngồi cà phê y bài luôn. Đó, cây vạn tuế nó cũng rất là đẹp nè quý anh chị. Đó,
anh chủ có trồng số cây. Em vô trồng để em quay cho mình trồng cho quý chị xem. Trong này có bưởi nè quý anh chị, anh chủ có trồng một số cây. Đó, đây có cây bưởi nè. Em cũng thích ăn bưởi lắm quý anh chị. Kìa cũng có trái bưởi nè. Mà trái này chắc cũng sắp chín rồi quý anh chị ạ. Đây thì có cây dừa. Kia thì là cây gì đây? Cây chanh, chắc là cây chanh đó quý anh chị. Đất này rất là bằng phẳng nha quý anh chị. Đất rất là bằng phẳng nha. Cái ranh giới đất mình từ cái hàng rào kia rồi quý anh chị thấy cái hàng rào không? Đó, em quay cho quý anh chị xem nè. Đó, cái hàng rào đây nha. Đó, đi lên trên núi luôn. Và qua bên kia. Đó, chỗ này có cây cóc nè quý anh chị. Đó, ranh giới mình qua tới đây nè. Em quay cho quý anh chị xem nè. Đó, còn bên kia là cái phần đất của người ta. Đó, chỗ này có cây mít nè quý anh chị. Mít. Đây, cái ranh đất mình tới đây nha. Đây. Còn cái phần kia là đất của người ta. Đó, người ta mua về ta làm đại đường nè quý anh chị. Người ta làm đại hệ thống tưới tiêu nè, tưới nước này. Rất đẹp luôn. Mình về mình cũng có thể làm như vậy. Ở trên chủ này, anh chủ có trồng nhiều cây ăn trái quý anh chị. Cây dừa. Đây, quý anh chị thích không? Quá thích luôn. Cái lô này chủ chỉ bán với giá là 2 tỷ rưỡi nha quý anh chị. Giá cực kỳ rẻ luôn. Hiện tại là đất rừng sản xuất nhưng mà nằm trong quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Do anh chủ không có tiền cho nên là anh để nguyên đất rừng sản xuất, anh chưa có chuyển đổi mục đích sử dụng lên. Ồ, đây có ổi nè quý anh chị. Chưa chín. Quý anh chị mua về mình lời được mớ cây ăn trái luôn. Sắp chín hả? Chứ chưa chín. Em cũng là một người rất thích ăn trái cây. Em mà đi đâu mà mẹ có người ta trồng cây. Ồ, này có trái ổi chín nè. Xin lỗi anh chủ nha. Em lên quay đất nhưng mà em thấy chín quá em phải hái em ăn. Ôi, em hái được 2 trái nữa quý anh chị. Không biết anh chủ có xem video này không chứ anh la em chết. Em đùa thôi chứ anh chủ cũng quen em. Ranh đất mà lên tới chỗ này nha quý anh chị. Đó, đất rất là bằng phẳng nha quý anh chị. Để em đi qua đây em quay tiếp cho. Có mấy cây xương rồng nữa nè. À, có cây thanh long nè quý anh chị. Em lộn cây xương rồng. Đây cây thanh long. Đây có cây chuối nè. Chỗ này thì có cái chuồng gà. Đây là đất mà lên tới đây nha. Đó, em lên em quay cho quý chị xem bên trên này luôn nha. Đó, là nắp mình tới cái kia. Đó, cái đường ranh đó. Chỗ nắng quá. Đó, qua tới cái hàng rào bên kia. Cái cây xanh xanh nhỏ nhỏ quý chị. Đó, lên tới trên này nha. Trên này thì anh chủ có trồng một số cây ăn trái đó nè quý anh chị. Ở trên này có cây mít nè. Đó, mít nè. Nhưng chưa ra trái thôi. Đó, ranh đất mình trong kia trong quý anh chị đó, từ đó vô. Lên luôn, lên luôn. Ở trên kia cũng có nhiều cây ăn trái nữa. Đó, bên kia là vườn của người ta. Để em quay lên đây cho. Đó, sâu lên trên luôn quý anh chị. 2,3 hectare rồi, cái miếng này to lắm. Làm biệt thự nghỉ dưỡng thì không còn gì để chê nữa.
Đó, bên kia là phần của người ta quý anh chị. Bên kia là phần của người ta. Chỗ này có cái suối nhỏ này. Đó, chỗ này có suối. Con suối đó làm chia ranh hai lô á. Phần bên mình này. Rồi mình cũng có chuối này. Số điện thoại của em là 0353687732. Đó thì quý anh chị quan tâm lô này thì kết bạn Zalo với em nha. Sổ sách đầy đủ nha quý anh chị. Giá là 2,5 tỷ. Chủ sẽ bao giấy tờ cho mình luôn nha. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Em chúc quý anh chị một năm mới bình an, hạnh phúc, gia đình phát lộc phát tài này, gia đình hạnh phúc này và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Và trong năm mới quý anh chị nhớ xem video ủng hộ em nha. Em sẽ cố gắng mang đến những cái sản phẩm đẹp nhất, những cái video đẹp nhất gửi đến cho quý anh chị nhà mình. Em cảm ơn quý anh chị ạ. Quý anh chị nếu thấy hay quý anh chị nhớ like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh YouTube của Thiên Ân Bất Động Sản nha. Em cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.